Sau khi trái xoài của Việt Nam được chính thức xuất sang Hoa Kỳ sau gần 10 năm đàm phán, Việt Nam cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến để đưa trái bơ vào thị trường Hoa Kỳ. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thị trường này trong năm 2018 đã chi hơn 2 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu hơn 1 triệu tấn bơ, hầu hết được tiêu thụ qua các siêu thị lớn. Điều kiện nhập khẩu là trái bơ phải được kiểm soát trong chuỗi cung ứng từ sản xuất tới phân phối, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, bơ nhập vào Hoa Kỳ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ chín, màu sắc, trọng lượng, đường kính, còn nguyên vẹn, sạch sẽ, không qua tiếp xúc với các môi trường ẩm ướt. Việt Nam hiện có nhiều giống bơ cho trái gần như quanh năm. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu, nông dân cần tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất hàng hóa, xây dựng được thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.